tiếp tục xả hàng mới về cho các bác. Em dọn hết để em chuẩn bị sửa nhà đây. 5 thớt pioner, bao test cắm điện thông hết đây. Em chỉ cắm điện thoại vào nhá. CD các bác muốn chạy được thì về các bác chỉnh mắt, nâng mắt. Em không thời gian nâng mắt, được chưa? Giá 2.900.000. 2.900.000 gồm có 1, 2, 3, 4, 5 thớt. Các bác mua nguyên con âm ly này được 2.900.000 thì chả bán âm ly đây nhá. Em nó chạy điện thoại đấy. Đây. Tắt. Rồi đây. Tắt này. Dòng này về các bác phải cân chỉnh nhá, phải chỉnh các chế độ bởi vì là em chưa vệ sinh đâu. Về các bác chỉnh nhá. Đấy. 5 thớt Pioneer đây này. Pioneer GCT640 này. X640VK này. Đấy, X640 này. Đều 640 hết. 640 và 640 tiếp. Được. Đây. Đây, quay sau cho quý vị luôn nhé. Quý vị nhớ từng cái đầu luôn, mã từng đầu hộ em luôn. Chứ không đến lúc nhiều lúc người nói câu nọ bảo chuyển sang đây. Đúng bộ của vì em bán theo em chỉ bao sống như này thôi. Cắm như thế là tốt lắm rồi. Được chưa? Còn về các bác tự vệ sinh căn chỉnh. Những cái lẫy ở đây này nó bị gãy một nửa lẫy này, nhìn này. Phải chẹn giấy vào để cho nó bám thành với nhau, những cái đấy không quan trọng. Các bác cứ về cắm vào gài và để cho nó đỡ lỏng đẹp hơn, không quan trọng. Đây. Bộ em bạn đi. Bộ Pioneer AX640 giá 2.900.000 năm thớt này. 2.900.000 năm thớt này. Bắt đầu nhanh tay gạch ngay nhé. Giá này thì nó bèo quá rồi, quá bèo rồi. Nha. Năm thớt này 2.900.000. Tắt tổng nhá. Tắt nguồn tổng. Ok. Mời quý vị alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Em chuyển giao hàng toàn quốc.